Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay là hàng mới về rất là nhiều để phục vụ cho các bác trong cái mùa bắt ong 2019. Đây là những cái bộ quần áo may thủ công, quần áo hàng cao cấp các nhá. Đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Các bác mua hàng thì alo trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop luôn luôn để trên đầu trang này các bác nhá. Thì các bác alo hay là có thể nhắn tin qua Facebook, Zalo. Thì bên em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác xem. Còn đây là quay lại sản phẩm thì bên em thì có 2-3 mẫu quần áo ngụy bắt ong. Thì đây là em giới thiệu hai cái bộ quần áo bắt ong rừng hàng cao cấp nhất ở bên cơ sở em mới cập nhật được. Đầu tiên là cái bộ quần áo may thủ công các bác nhá. Đây là cái màu chất vải là bằng vải bố, vải bò. Và đây là cái đầu các bác nhá. Đầu thì nó có một cái lớp kính đằng trên, kính meca, và nửa nữa là bằng thép rất là dày để ong không thể đốt được vào và không thể đái được vào trong này các bác nhá. Và đây là trên tai, tai nó có hai tấm lưới. Và đây là cái may, đây là may thì nó có một lớp giấy dán và trong nó là một khóa nha. Đây, khóa này rất chắc chắn luôn. Đây, khóa này rất chắc chắn luôn, sơn chu. Và đằng sau là một ô thoáng dày và có cả lưới, cả bằng thép, bằng nhựa đều chắc chắn luôn. Và đây là tấm dán rất là chắc. Và đây là cái găng tay không nhá. Găng tay thì nó là găng tay dày luôn, cũng bằng cao su để các bác trèo cây liền luôn. Bộ này thì là may ủng cũng là liền, may ủng rất là chắc chắn luôn nhá. Anh em mặc vào bộ này rất là thoáng và nhẹ, nên là các bác trèo những ổ ong trên cao rất là an toàn. Và bên em shop thì bán tiếp tục giới thiệu cho các bác, đây là cái bộ hàng cũng cao cấp các nhá. Bộ này thì nó dày dặn hơn, nặng hơn. Đấy, chất liệu bằng cao su. Đấy, tráng một lớp cao su rất là dày luôn. Đây là trên đỉnh đầu này các bác nhá. Trên đỉnh đầu rất là nhiều ô thoáng này. Và đây mặt thì cũng rất là dày. Đấy, nên là ong không thể đốt được vào trong. Bộ này thì đây là trước ngực này. Và bộ này cũng tấm dán và cũng đeo khóa các nhá. Đấy, đằng sau là ô thoáng to này, bằng nhựa phòng ong không chốt vào. Đây là găng tay các bác nhá. Găng tay liền luôn. Đấy, găng tay liền và ủng cũng liền luôn các bác nhá. Ủng liền luôn. Bộ này thì bắt những ổ ong dưới thất thấp hay là những ổ ong ong đất rất là an toàn, rất là dày. Bộ này đây gồm có là nó đựng trong một cái túi màu đen này các bác nhá. Gồm có này, đi theo các bác là một cái đôi găng tay này và một cái khẩu trang chống độc này, và một cái kính này và một cái mũ các bác nhá. Đấy, nên là các bác nào nó không dùng mũ thì các bác dùng cái mũ bảo hiểm xe máy cũng rất là an toàn. Kính mũ thì các bác phải đeo vào hết các bác nhé. Đây là cũng rất mong các bác xem kỹ video đặt hàng, đừng quên đăng ký kênh của shop, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.